À, thứ nhất thì em xin được là tự giới thiệu về bản thân mình một chút thì em năm nay là 36 tuổi, đấy họ tên đầy đủ là Nông Thị Ve, đấy, em là người Tây quê ở Bắc Cạn cả nhà. Và nghề nghiệp của em là giáo viên thì hiện tại thì em đang nghỉ chế độ thai sản và em vừa mới uh, uh, sinh em bé thứ hai cả nhà. Và cái uh, quá trình uh, đến với cái uh, combo 21 ngày uh, chế độ giảm cân này thì em thấy là uh, nó rất là vi diệu và em cũng rất là muốn để chia sẻ với cả nhà mình thì sau khi em sinh con được hai tháng thì um, cả cái quá trình hai tháng kia thì em được người nhà chăm sóc theo cái uh, cái kiểu nhân gia uh, dân gian đấy cả nhà um, uh, người nhà em chăm sóc rất là kỹ lắm may mà em cũng không tăng cân đấy <laughs> là bình thường là người ta là hai một đến hai tháng đầu tiên thì các mẹ bỉm khác thì người ta cũng uh, thường thường là ít nhất là người ta giảm được 3 đến 4 cân thường thường là như thế nhưng mà với em thì may là không tăng rồi <laughs> mà, mà em không giảm đi được tí nào và um, sau đó thì uh, sau khi con được hai tháng thì em quyết định là sẽ có những cái sự thay đổi một chút chứ cơ thể em nặng nề quá rồi là em uh, phòng ngủ của em thì ở tầng 2. Uh, em mỗi lần em đi xuống lên xuống như thế này em thấy cơ thể của mình rất là nặng nề do đó là thấy có cái cái biểu hiện như là 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 đau ra chỗ đầu gối á em thấy rất là nặng nề và em đã quyết định là sẽ thay đổi chế độ ăn uống để uh, mong là sẽ giảm một chút và trong sau một tháng em thực hiện cái chế độ um, ăn uống theo uh, cách uh, uh, là tính calo của em ấy. chứ em lúc đấy thì em cũng chưa theo cái sự hướng dẫn nào và em tự mày mò ở trên trên mạng và trước kia thì em cũng cũng đã từng được học nhưng mà lại không phải học về cái về cho à, chế độ của mẹ bỉm mà là cho một người bình thường và sau đó thì em cũng có áp dụng, áp dụng và cũng giảm được 3 đến 4 3 4 kg. Đấy thì trong sau đó thì em vẫn duy trì, em vẫn duy trì chế độ ăn đó nhưng mà không tài nào mà xuống được nữa đó sau đó là một tháng sau mà em vẫn không thể tiêu hao đi được tí nào và um, sau đó thì em rất là 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 thấy là lo lắng và đã chia sẻ với uh, đứa bạn thân của em mà rất là may mà bạn đấy thì lại là cũng là đang đang trải nghiệm cái uh, cái gói combo này combo 21 ngày thay đổi cơ thể này thì uh, rất là 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 vui thì em đã được bạn đấy chia sẻ và Em cũng suy nghĩ khá nhiều và uh, uh, tìm hiểu khá là lâu và cũng mất uh, một tuần đấy cả nhà mất một tuần là em tìm hiểu tìm hiểu đi tìm hiểu xuống <laughs> sau đó thì uh, em cũng quyết định quyết định là uh, đánh liều một đánh liều một fan và em uh, áp dụng và em áp dụng thì uh, bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 6 và kết thúc vào ngày uh, 23 tháng 6 đấy trong đó là có hai ngày em bị quên cả nhà đến khi cũng ba tháng là em đã đã sử dụng uh, bia rồi cả nhà <laughs> nên là um, đến lúc em lúc em ở cữ thì em về về ở chỗ quê nội thì uh, em ở nhà hai tầng thì đi đi lại rất là khó khăn sau đó thì em uh, sau sau khi em chuyển về trên trên chỗ gần chỗ em làm việc ấy, thì bởi vì có con gái của em đang cũng đang học ở đây nên là em hai mẹ con nhỏ thì cũng lên với đứa chị thế thì cũng cái vào cái thời gian đầu cuối năm học rồi là nghỉ hè thì cũng khá là nhiều cái cái dịp để mà giao lưu nên là trong đó thì em có hai ngày em bị quên mất sử dụng và quên mất áp dụng cả nhà à, vì là em chưa áp dụng cái nghiêm ngặt theo cái hướng dẫn của cái quyền cẩm nang và cũng không 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 dám thực hiện cái uh, giai đoạn ba tức là uh, ăn không nhai ấy và em chỉ duy trì theo cái giai đoạn 2 bởi vì uh, sợ là không đủ sữa và cũng không dám hỏi anh Vinh bởi vì bởi vì em đã bị à, à, quên đi mất 2 ngày không thực hiện sau đó thì cũng rất là ngại và bản thân là cũng à, không thực hiện nghiêm ngặt theo cái hướng dẫn của anh nên là à, được à, đứa bạn của em là cũng giới thiệu số điện thoại anh Vinh rồi là kết nối Zalo cho nhưng mà em không dám hỏi. Thế thì thật sự là tiếc và em đã đã không dám hỏi anh Vinh và nếu mà thực hiện nghiêm ngặt thì em sẽ còn có cái kết quả tốt hơn. Và bây giờ em sẽ chia sẻ về cái cái kết quả mà em đã thực hiện sau khi sử dụng cái combo này thì về cân nặng thì em từ 58,5 về 54,5 là em giảm được 4 kg. Sau đó thì sau kết thúc liệu trình thì mấy ngày sau ấy thì em còn xuống được thêm 0,5 kg nữa. Còn chỉ số về vòng mông thì là 95 là về 9 về 93. Tiêu hao mất 2 cm rồi là bụng dưới thì uh, bụng dưới của em là cũng giảm được 5 cm. Rồi là vòng ngang rốn là em giảm được 2 cm, còn vòng eo là em cũng đã giảm được 5 cm cả nhà. Uh, tuy nhiên thì cái tuổi sinh học của em tuổi thực tế của em là uh, 36 nhưng mà tuổi sinh học của em mới chỉ giảm được uh, có 2 tuổi thôi đấy lúc chưa thực hiện thì tuổi sinh học của em là 40 sau uh, quá trình 21 ngày thực hiện thì em uh, giảm được 2, 2 tuổi về 38 là uh, bây giờ thì vẫn còn thừa là 2 tuổi cả nhà thì uh, đấy là kết quả của em còn đối với con của em thì uh, con của em là con trai và sinh uh, mới sinh thì là vừa bước vào tới tuần 38 thì em đã đã phải mổ đẻ rồi và bé mới có 27 kg thôi cả nhà và trong cái hai tháng đầu thì mẹ thì không tiêu hao được tí nào con thì cũng lên một lên chậm cái thời gian đấy và vâng cái quá trình sử dụng thì sử dụng cái liệu trình này thì mẹ thì vẫn đủ sữa cho con cả nhà mẹ vẫn đủ sữa và hiện tại thì cháu còn 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 một tuần nữa thì mới được uh, tròn 5 tháng thì uh, vẫn là bố mẹ hoàn toàn 100% tại nhà nhé um, Thì hiện tại thì là theo cái uh, em vẫn thường xuyên theo dõi cân nặng của con ấy, theo cái bảng uh, bảng bảng uh, chuẩn của WHO ấy thì uh, đối với bé trai khi mà tròn 5 tuổi năm uh, 5 tháng tuổi thì cân nặng đạt chuẩn sẽ là uh, 7,5 kg. Uh, tuy nhiên thì uh, hiện tại bé nhà em là còn một Tuần nữa thì mới tròn 5 tháng tuổi thì bé đã đạt là 7,7 kg cả nhà. Thì vẫn hơi 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 vượt mức một chút xíu. Còn với những cái tuổi sinh học hiện tại em vẫn đang thừa và cái cân nặng của em vẫn đang thừa so với cái chỉ số thì em có cái kế hoạch cũng đã lên kế hoạch rồi. Thì, uh, một tuần nữa thôi thì con em sẽ được uh, 5 tháng tuổi cho 5 tháng tuổi và em sẽ bắt đầu tập cho con ăn dặm và cũng tháng 8 thì em sẽ đi làm trở lại và em đã có những cái kế hoạch cho bản thân mình là em sẽ tiếp tục sử dụng thêm một combo nữa và mong muốn giảm là thêm uh, có thể là chưa về được cái mức mức uh, chỉ số đẹp nhất nhưng mà em cố gắng là sẽ đặt mục tiêu là giảm ít nhất là 4 đến 5 kg nữa và vòng eo sẽ sẽ phải giảm là giảm thêm được ít nhất là 5 cm nữa để làm làm sao mà về dưới nhỏ hơn 70 cả nhà. Còn về cái tỷ lệ nước thì em hiện tại thì uh, cái chỉ số của em vẫn chưa đảm bảo đâu ạ. Uh, vẫn là lên xanh rồi nhưng mà chưa chưa em vẫn chưa hài lòng với em vẫn muốn là sẽ à, tỷ lệ nước ở trên cơ thể của em sẽ mong muốn là về trên 50%. Còn à, về cái à, cơ thì sẽ cơ bắp sẽ muốn mong muốn là về trên 65% cả nhà. Và tuổi sinh học của em thì em mong muốn là hiện tại là đang là 38 là thừa mất 2 tuổi. Thì em sẽ cố gắng làm thế nào để à, có về cái 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 mức là dưới 36 tuổi sẽ trẻ hơn cái tuổi hiện tại ấy cả nhà. Đó thì à, rất là mạnh dạn thì hôm hôm qua hôm kia thì em đã kết nối với anh Vinh để mà hỏi về cái, cái 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 sử dụng về cái men cho con của em ấy chuẩn bị tập ăn dặm thì em cũng chuẩn bị những cái, cái gì mà tốt nhất cho con thì sau đó thì uh, ban đầu thì định hỏi về con thôi về sau thì hỏi hỏi mẹ còn nhiều hơn nên là được anh vinh tư vấn rất là kỹ rồi và em cảm thấy là uh, rất là tự tin và được anh vinh hỗ trợ và mọi, uh, các anh chị hỗ trợ thì chắc chắn là em sẽ uh, đạt được cái chỉ tiêu mà em đề ra